Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đêm Ô Tô Thiện Nhân. Hôm nay mình sẽ lại quay lại để làm một cái clip về cái sản phẩm Dongben T30 trước mặt các bạn đây. Cái sản phẩm này là sản phẩm xe tải nhẹ của Dongben, trọng tải là 990 kg. Thì cái sản phẩm này thì lần đầu tiên khi các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy nó rất giống với cái sản phẩm hiện tại đang hot ở trên thị trường, đó chính là chiếc xe tải van X30. Cũng phải thôi vì cái đầu của nó bê nguyên từ con Dongben X30. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái sản phẩm này. Đây là một trong những cái sản phẩm mà hiện tại cũng được gọi là chủ lực của nhà máy xe Dongben. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế giống với các cái sản phẩm hiện tại hãng đang bán là X30. Chúng ta sẽ có cái logo được ép kính và đính 3D nổi trên cái lắp capo như thế này. Chúng ta có cái hệ thống khe lấy gió giống với những chiếc xe của BMW, hệ thống đèn 3 pha bi xê lông rất nổi tiếng, sáng và tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây chúng ta có đèn gầm này. Trong này thì nhà máy chứa cái cục nóng điều hòa, nước tản nhiệt, nước làm mát và dầu thì được đặt ở trên cái phần nhô ra như này. Ở phần rear thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một chút. Ở rear chúng ta sẽ có một cái logo 1.5L ở đây, tương ứng đó là chính là cái bộ máy, cái trái tim của cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này sử dụng cái bộ máy là DOHC 1.5 lít, công suất cực đại là 80 kW ở 5.200 vòng quay, cho cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi vào khoảng 6,5 lít cho 100 km vận chuyển. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu nhất mà các bạn có thể tìm kiếm được ở trên thị trường. Chúng ta sẽ có cái logo, cái chuẩn khí thải Euro 4 ở đây, cái logo đề can Dongben dán ở bên rìa như này, chúng ta hoàn toàn có thể bóc ra. Biển thành khi các bạn mua các bạn sẽ phải dán vào đây. Chúng ta có tay nắm cửa bằng mạ chrome sáng loáng lên như thế này. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm xe tải thùng. Chúng ta sẽ quan tâm nhiều nhất đến cái thùng của cái sản phẩm này. Thì đây là một cái sản phẩm thùng inox. Nó có hai loại thùng là thùng bằng tôn kẽm và thùng bằng inox. Như cái thùng bằng inox như này thì nó sẽ đắt hơn so với cái phiên bản dùng thùng tôn kẽm. Thì cái sản phẩm này có cái thùng dài là 2m950, cao 1m680 và rộng khoảng 1m6. Đây là một trong những cái sản phẩm mà hiện tại là có cái thùng lớn nhất của Dongben, chỉ sau cái sản phẩm Q20. Mình cũng làm rất nhiều các video về Q20 rồi, các bạn có thể xem ở trong cái bộ sưu tập video của mình. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đến cái hệ thống lốp và chassis của cái sản phẩm này. Đây là một trong những cái sản phẩm xe tải trọng tải là 1,2 tấn, và khi chúng ta đóng thùng nó sẽ được hạ xuống là 9x9. Chúng ta sẽ có một cái lốp 175R13 của Casu Mina Việt Nam ở đây, rất là rẻ, rất dễ thay thế. Chúng ta có hệ thống chassis rất là chắc chắn và to bản của nhà sản xuất. Hệ thống nhíp với 1, 2, 3, 5 lá to bản cho phép các bạn là chịu trọng tải ở cái mức tải 2 tấn thoải mái. Vâng, ở đây chúng ta sẽ có hệ thống cầu và hệ thống nhíp gánh rất là hầm hố. Thì cái sản phẩm này là với cái khoảng sáng gầm khoảng 30cm cho phép các bạn là lội nước an toàn ở mức nước 30-40cm, rất phù hợp ở điều kiện vận chuyển nội thành Hà Nội. Chúng ta sẽ ra mặt sau, chúng ta xem nó có cái gì đặc biệt không. Chúng ta sẽ tìm thấy logo Dongben được dán đề can ở đây. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn hậu, một cái thùng mình sẽ mở ra để cho các bạn xem. Cái thùng này thì mình chưa mắc bạt, thì sau này khi mà về tay khách hàng thì bên mình sẽ lắp bạt hoàn chỉnh cái sản phẩm này. Thì cái thùng mui bạt như thế này thì ưu điểm của nó là chúng ta hoàn toàn có thể nhân cái các cái lớp thùng trên này lên để cho chúng ta có một cái thùng dài đến 2m, thì các bạn hoàn toàn có thể chở được những cái sản phẩm nó dài tới 2m. Đó thì thùng rất là lớn và to bản, các bạn hoàn toàn có thể là dùng được trong rất nhiều các công việc khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lốp phụ này. Đó, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào khoang cabin để khám phá. Khoang cabin thì khi mở xe ra chúng ta đã thấy được rằng nó rất giống với cabin của xe Dongben X30. Cũng phải thôi vì nó cũng được bê nguyên. Chỉ khác là đằng sau này chúng ta sẽ có cái tấm chắn, nó chắn lại như thế này. Tấm chắn như này thì sẽ khiến cho cái không gian của cái khoang nội thất đằng trước này sẽ cảm thấy là hơi eo hẹp. Thế nhưng mà với cái kích thước người khoảng 1m8 thì các bạn hoàn toàn yên tâm là thoải mái ngồi trên cái cabin như thế này. Chúng ta vẫn có cái cabin giống như những chiếc xe Dongben X30 với ba cái mảng khác biệt như này. Ở đây là cái nhựa giả gỗ này. Rồi chúng ta có hệ thống FM radio, hệ thống
chống điều hòa hai chiều, tất tần mọi thứ rất đầy đủ và cơ bản dành cho các tài xế, hệ thống đồng hồ trợ lực lái, cần số 5 số tiến, một số lùi, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Ở đây hệ thống nắp phung trần của cái sản phẩm này thì cũng không khác gì nhiều so với Dominic 30 các bạn nhìn này. Với cái ai mà lắp camera lùi thì mình sẽ hỗ trợ lắp ở đây hoặc là lắp đặt ở trên này, thì tùy thuộc vào các bạn là mua camera lùi chất lượng như thế nào. Rồi ok. Về cơ bản thì mình cũng đã giới thiệu qua cái sản phẩm Dongben T30 này nhiều lần rồi. Hôm nay mình cũng chỉ nhắc lại cho các bạn biết rằng bên mình cũng có bán dòng sản phẩm này và giá thì rất hợp lý. Cái sản phẩm này hiện tại là đã hết phiên bản đời 2018, hiện tại chỉ có đời 2019 thôi. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip lần sau. Chân thành cảm ơn.